Xin chào các anh chị ghé qua kênh Tip JavaScript. Nếu như đây là lần đầu tiên các anh chị ghé qua kênh, thì kênh Tip JavaScript luôn mang đến những cái tình huống trải nghiệm trong quá trình lập trình và đưa ra những cái giải pháp tốt nhất, tối ưu để giải quyết những vấn đề đó. Và nếu như các anh chị đã thân thuộc với kênh Tip JavaScript rồi, thì chúng ta sẽ đi tới video này. Video này nằm trong series Design Pattern mà chúng ta đã có cuộc thảo luận ở những video trước. Ở video đầu tiên của series này thì chúng ta đã nói về 23 loại Design Pattern. 23 loại Pattern đó nó diễn ra như thế nào, nó khó khăn như thế nào, thì chúng ta đã thống nhất là chúng ta đã có một cái bảng chi tiết để học về nó. Cái bảng đó giới thiệu về cái độ khó cũng như độ phổ biến của từng cái Pattern. Cho nên anh em chúng ta bám sát vào cái bảng đó để chúng ta có thể học một cách nhanh chóng và tiện lợi hơn. Thật ra nếu mà không có cái bảng công thức đó thì chúng ta có thể học rất mơ hồ, tại vì cái design pattern nó không phải là dễ, nó rất là trâu bò đấy chứ không phải không. Rồi thì video gần đây nhất thì chúng ta cũng đã thảo luận về một cái design pattern, một cái pattern đó là strategy pattern. Thì nhắc đến strategy pattern thì chúng ta chỉ cần ôn lại cái bài cũ, đó là chúng ta chỉ cần đọc câu thần chú mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, thì chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện đó. Nếu như các anh chị chưa xem hai video trước thì tôi bỏ cái đường link ở trong phần mô tả của video này, thì các bạn có thể tiện theo dõi cũng như là download cái cuốn sách Gang of Four mà chúng ta đã giới thiệu, một cuốn sách rất là thần kỳ trong việc học design pattern. Và cái bảng bí kíp và cái bảng công thức để học cách học về cái pattern này thì nó diễn ra theo cái độ khó và độ phổ biến ha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục video lần này, đó chính là chúng ta sẽ nói về một cái pattern mà gọi là phổ biến nhất hiện nay, đó là Observer pattern. Bây giờ vì sao nếu như các anh chị nào mà kinh nghiệm mà tầm 3 đến 4 năm hoặc là 2 năm trở lên, các bạn cũng có thể hiểu là vì sao người ta nói Observer pattern đó chính là một cái super pattern. Tại vì sao? Tại vì nó được ứng dụng rất là nhiều trong phần mềm cũng như là trong cuộc sống của chúng ta. Đi đâu chúng ta cũng thấy mô hình Observer. Làm phần mềm nào chúng ta cũng thấy Observer. Và cái gần đây nhất là chúng ta làm việc theo mô hình MVC. Tức là Viewer, Model, Viewer và Controller. Thì đó cũng chính là dựa theo cái thiết kế Observer. Mà cái link mà để đọc cái câu chuyện này của Oracle tôi sẽ gửi ở dưới phần mô tả cho các bạn, để các bạn hiểu cái Observer này nó phổ biến và nó super như thế nào ha. Rồi, một câu chuyện nữa, bây giờ chúng ta sẽ nói về áp dụng trong cuộc sống của cái Observer pattern này. Đầu tiên, nếu như các bạn nào chơi game Dota hoặc là chơi game Liên Minh Huyền Thoại đó, thì các bạn cũng đã biết tôi là một người rất đam mê game Dota, nhưng mà cũng bỏ một thời gian rồi. Nếu như anh em nào đang chơi, chúng ta có thể lập team cho tôi vào vị trí Sport ha. Tại vì tôi hay quýnh Doctor, quýnh Doctor, ok. Rồi, nếu như anh em nào mà chơi game Dota hoặc Liên Minh Huyền Thoại thì chúng ta cũng đã rõ. Trước khi vào game thì chúng ta pick 5, mỗi đội có 5 hero đúng không? Mỗi đội có 5 heroes. Và khi mà chúng ta vào team á, thì chúng ta coi như là chúng ta đều đăng ký một cái sự kiện là lắng nghe cái đồng đội của mình nói chuyện, hoặc là khi mà cái mấy anh đi mic á, là mấy anh vô rừng mà găng á, thì có cái chuyện gì xảy ra là các anh bị người ta đánh chẳng hạn, thì mấy anh đó là ping ở trên cái đầu, thì tất cả 4 người còn lại đều nhận cái trạng thái đó. Tức là chúng ta đều quan sát lẫn nhau và đều quan sát đến một cái subject. Một cái subject mà nó chuyển đổi một cái trạng thái, ví dụ như là trạng thái chết này, trạng thái hết máu này, trạng thái help me này, thì 4 những người đồng đội còn lại là đều nhận được cái trạng thái đó, đúng không? Nhưng mà nhận xong á, thì mỗi người có một cách riêng. Tức là người ta nhận được cái trạng thái đó nhưng mà người ta làm theo cách khác, thì đó là tùy của họ. Đó là mô hình Observer pattern trong cái game Dota. Rồi,
Nếu như các anh chị nào mà chưa chơi game Dota thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái ví dụ trong cuộc sống hàng ngày mà cuộc rất là dễ dàng mà chúng ta có thể nhận được. Đó chính là đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Qua một ngã tư thì các bạn đã thấy đèn xanh, đèn vàng và đèn đỏ đúng không? Thì tập hợp những người qua ngã tư đó đều quan sát cái đèn xanh, đèn đỏ. Nếu như đèn đỏ thì chúng ta đi. À sorry, nếu như đèn đỏ thì chúng ta dừng lại và đèn xanh chúng ta đi. Tất cả mọi người đều phải quan sát cái đối tượng đó. Đối tượng ở đây là gì? Đối tượng ở đây chính là cái đèn xanh, đèn đỏ và chúng ta chính là những người quan sát. Khi bắt đầu đèn xanh, tín hiệu đèn xanh chuyển qua đèn đỏ thì lập tức chúng ta phải nó truyền đến tín hiệu của chúng ta thì chúng ta phải hành động là chúng ta phải dừng lại. Khi tất cả tập trung vào đèn xanh đèn đỏ chuyển qua đèn xanh thì bắt đầu chúng ta đi. Nhưng mỗi người bắt được tín hiệu thì mỗi người hành động khác nhau chứ không phải cùng nhau. Ví dụ người thì rẽ trái, người thì rẽ phải, người thì đi thẳng. Đó chính là cái hành động của mỗi người. Nhưng người ta đăng ký một sự kiện đó lắng nghe cái chủ thể đó là đèn xanh đèn đỏ. Rồi, nếu như các bạn chưa hiểu, tôi sẽ nói thêm một cái ví dụ mà nó điển hình nhất hiện nay. Các bạn vừa rồi các bạn đã biết là iPhone 14 của Apple ra mắt đúng không? Thì giả sử người ta cũng cái mô hình kinh doanh của Apple đó người ta cũng áp dụng vào cái Observer Pattern. Nghĩa là như thế này. Nghĩa là ví dụ nếu như trên thế giới này là có 10 tỷ người. Apple bắt đầu ra mắt thì bắt đầu họ sẽ gửi 10 tỷ cái newsletter qua email, qua telephone, qua mobile, tất tần tật như vậy. Thì như thế nào? Đó một sự lãng phí. Gửi 10 tỷ cái newsletter nó cực kỳ là phức tạp, cũng như cái độ độ trễ, tức là người ta trong phần mềm người ta gọi là latency number. Cái latency number này á, cái chip là nó độ trễ là thấp nhất, nó tầm là một nanosecond thôi. Không, tôi sẽ nói về video cái latency number này sau cho các bạn ha. Rồi, nếu như mà Apple sẽ ra một cái chiến lược mà gửi tất cả 10 tỷ ở trên thế giới này thì nó không khả thi và nó rất lãng phí. Lãng phí ở đây là gì? Lãng phí là ví dụ 10 tỷ đó là chỉ có 1% quan tâm đến Apple thôi. Vậy 99% còn lại người ta không quan tâm thì bạn gửi cái newsletter để làm cái gì? Người ta vứt xọt rác, người ta không quan tâm, đúng không? Cho nên Apple ra một cái chiến lược như thế này, tức là người ta sẽ đưa cái sự kiện một cái event release cái iPhone 14. Ai quan tâm thì người ta sẽ đăng ký, người ta subscribe bằng email của họ. Tức nghĩa là có cái rục rịch trạng thái nào của Apple 14 thì người ta sẽ nhận được cái tin đó, đúng không các bạn? Cho nên đó chính là Observer Pattern. Các bạn muốn quan tâm đến cái trạng thái của Apple, nó sửa đổi bản fix lỗi như thế nào hoặc nâng cấp như thế nào thì bạn có thể lắng nghe bằng cách subscribe bằng email. Thì những cái tin tức thì các bạn gửi về. Đó chính là một cái mô hình điển hình, nó tiết kiệm thời gian, không gian, hiệu quả rất là hiệu quả. Rồi, xin lỗi các bạn nha, tại vì tôi nói hơi nhiều một chút nhưng mà tôi tính tôi nó vậy, tôi muốn nói một cái giải giải cái điều nào đó thì tôi hết sức phải rõ ràng để cho các bạn hiểu cái câu chuyện. Có thể nó dài hơn so hơn các video khác nhưng tôi muốn các bạn hiểu. Điều quan trọng là các bạn phải xem xong phải hiểu chứ không phải là xem xong mà không hiểu. Ok. Bây giờ thì nó diễn ra như thế nào? Chúng ta đi vào cốt cách thức hoạt động của nó ha. Bây giờ giả sử tôi pick tôi sẽ giả sử tôi game Dota đi, tôi sẽ pick một con sniper và Ricky. Hai con này tôi rất thích đánh nhưng mà tôi toàn toàn bị fit không à. Nhưng mà sau đó là các anh em đồng đội của tôi là không cho tôi đi găng nữa, đi mid nữa, bắt tôi đi with doctor là đi support. Mà khi support dòng máu của mình thích farm thích găng mà cho nên là tôi cũng đi lang thang vậy đó, xong anh em chửi quá trời quá đất. Từ đó là giận không chơi nữa. Nói đùa vậy chứ sau này có mấy nhóc ba bốn nhóc con này cho nên mình chơi được. Nhưng mà các bạn rủ là tôi chơi lại đấy. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào phần code. Đây,
Đây chính là cái mà chúng ta đã triển khai strategy trước ha. Without button này, with button này đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi observer button. Bây giờ này, bây giờ chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ tạo một cái observer, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tạo một observer này. Chúng ta sẽ có class, chúng ta tạo observer. Rồi, trong này chúng ta có một constructor này. Các bạn ơi, tôi nói các bạn cái điều này bây giờ. Cái ES13, tức là ECMA script 2022 á, là chúng ta không cần constructor nữa đâu. Nó có thể khai báo biến ở đây này. Ví dụ như name là chúng ta, ví dụ như tôi khai báo constructor đây nha. Thì chúng ta this.namePick chẳng hạn đây, để tôi làm cái hero nha. Là bằng name. Đó, thì bây giờ các bạn có thể khai báo ở đây cũng được. Các bạn khai báo name bằng gì đến được, thoải mái ha, không sao cả luôn. Nhưng mà sau cái series design button này thì tôi sẽ có một cái video mà tôi sẽ giới thiệu tất cả 8 cái tính năng của S13 mà nó cực kỳ hữu dụng luôn các bạn ơi. Nó cực kỳ hữu dụng luôn, tại vì những cái tính năng đó mà tôi mong muốn từ lâu lắm rồi. Từ lâu lắm rồi mà bây giờ họ mới ra đó. Cho nên là trước khi họ ra thì tôi toàn viết polyfill không à, những hàm polyfill. Polyfill là gì? Polyfill là các bạn có thể xem trên kênh, xem trên blog Analytics để giải thích rõ hơn. Có nghĩa là không có thì chúng ta tự tạo ra cái công cụ cho chúng ta thì gọi là polyfill ha. Rồi, constructor name pick đó, ví dụ như name là gì, sniper hoặc là Ricky đó, ok. Rồi bây giờ khi ấy xong là chúng ta update, chúng ta viết vào update cái trạng thái của họ, update status. À, ví dụ như vậy đây. Ví dụ update chúng ta bị găng, chúng ta truyền cái tọa độ location. À, đó, location. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm gì? Undo, tức là go to hell. Ok. Sorry, phải tu viết khoa. Đấy, đây là truyền về location. Rồi chúng ta sẽ, trong này chúng ta sẽ làm gì? Cần sâu ra chẳng hạn đi. Chúng ta cần sâu ra gì? Tên pitch name này. This.pitch name đang ở tọa độ nào? Rồi ping. Ping ở tọa độ nào? Ví dụ như là location. Ok. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhận được một cái trạng thái cứu, help me. Thì chúng ta update cái status, chúng ta truyền cái lệnh vào đây. Thì chúng ta sẽ git.go to help. Cho chúng ta truyền location ở đây. Đó, chỉ vậy thôi. Rồi sau nữa, bây giờ chúng ta sẽ viết một class gọi là chúng ta đăng ký để quan sát cái chủ thể, tức là subject. Cái mô hình observer thì nó xoay quanh cái hai cái chủ thể, đó là observer và cái subject, tức là người quan sát và cái chủ thể quan sát. Thì trong cái class chúng ta subject thì chúng ta cũng có hai cái constructor. Trong này this.observer list ok bằng một cái array, hoặc là các bạn viết ở trên này cũng được nha, không sao cả. Đó, nó giống nhau. Rồi, subject đây chúng ta sẽ có gì? Giả sử như là chúng ta sẽ add một cái chủ thể quan sát vô, add observer. Này, chúng ta sẽ add cái chủ thể nó là một cái observer này. Observer. Rồi, trong này chúng ta sẽ add nó vô this.observer list.put đúng không? Put cái này vô, tức nghĩa là bao nhiêu người quan sát, bao nhiêu người ngã tư quan sát cái đèn xanh đèn đỏ, bao nhiêu người lắng nghe trong team Dota, tức là 5 người đúng không? Giả sử như vậy, chúng ta đăng ký, put vô người nào đăng ký thì chúng ta sẽ put vô một cái mạng. Rồi, add vô này, rồi gì nữa? Chúng ta sẽ notify, viết một hàm notify, tức là thông báo cho đồng đội chúng ta là location ở đâu để đồng đội đến ứng cứu. Thì chúng ta sẽ tích chấm gì? Observer list
rồi chúng ta for for nó. Thì trong cái này thì chúng ta sẽ observer, chúng ta sẽ truyền, chúng ta sẽ có observer. Observer là cái này này, put đây này, chấm update, update started, đúng không? Update không? Này update này, chúng ta gọi ở đây chúng ta để update này. Update xong người ta sẽ gọi cái này để đăng ký chủ thể người ta. Đó, bao nhiêu người đăng ký lắng nghe sự kiện này thì bấy nhiêu người sẽ nhận được cái status khi một cái chủ thể được thay đổi, được thông báo, thì chúng ta sẽ update location vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta triển khai xong ha. Vậy chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Sử dụng như sau. Bây giờ tôi sẽ console, tôi sẽ khai báo một cái check bằng new subject. Rồi, một cái. Bây giờ do pick này, để chúng ta pick này. Bạn pick đi. Ví dụ tôi pick như Ricky bằng new observer. Được cái observer, đưa cái tên là Ricky vô ha. Ricky. Rồi, thứ hai, tôi chọn sniper. Đây cũng sniper. Rồi, giả sử hai hero thôi, mặc dù năm hero lận. Rồi, tiếp tục là gì? Chúng ta add cái Ricky và sniper vào một team, đúng không? Rồi. Add Ricky and sniper to the team luôn. Rồi, subject này. Subject chấm gì? Add observer. Đưa Ricky vô. À, thứ hai chúng ta đưa sniper. Đó, ok chưa? Rồi, sau khi chúng ta add thì chúng ta put location, ví dụ là do team. Rồi bây giờ tôi giả vờ này, subject chấm notify, chúng ta gửi một cái location vô, long left, ví dụ 123 last 345. Rồi, đáng lẽ long là phải dài hơn last. Ok, bây giờ xong, bây giờ chúng ta chạy nào, bây giờ xem thử cái này nó in ra cái gì nha. In ra cái gì đây? Sự chạy đi. Rồi bây giờ nốt tutorial button, observer button chạy bằng đó, ping. Chúng ta bỏ cái này, là chúng ta bỏ json đi. Json chấm string file. Cái string file này á, cái này á, bạn nào mà quen, bạn nào mà tìm hiểu cái cú pháp này nó rất là hay, cái thằng json này hay lắm. Rồi ok, chúng ta chạy lại thì các bạn thấy không, ping một phát là nó thông báo đến thằng Ricky cái tọa độ này, thằng sniper này. Ví dụ tôi add, tôi đồng độ của chúng ta có thêm một ai nữa ta, bây giờ chúng ta pick cái gì nữa ta, tôi hay chơi con gì nhỉ, bất chờ đó. Tôi chơi con này, tôi thích lắm bất chờ này. Là vì sao mà tôi thích? Tại vì tôi thích móc, mà tôi đo cái lượng gió thổi mà tôi canh được. Hài hước đúng không các bạn? Hả, học lập trình nó vui ở chỗ đó, chúng ta phải liên kết đến cái đời sống. Có một cái mẹo học nó như thế này. Có một cái mẹo học là bạn, khi mà bạn chuẩn bị nghiên cứu một cái gì đó, bạn phải tìm hiểu nó ứng dụng vào cuộc sống ít nhất là hai cái ví dụ, sau đó ứng dụng vào phần mềm như thế nào, là chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Và có một điều quan trọng như thế này, khi mà bạn quen thuộc cái code, ví dụ như lúc nãy, ví dụ như bạn quen thuộc về Express rồi, thì bạn cứ đào sâu, bạn không cần phải thấy Next.js mà bạn chuyển qua, hiểu không? Tức nghĩa là có Next.js mà chắc chắn nó sẽ có một cái thằng nào tương lai, cho nên bạn cứ thay đổi như vậy là theo tôi thì nó không hiệu quả cho lắm. Bạn cứ đào sâu một cái, tại vì bạn thấy nó rất hiệu quả thì tại cớ sao bạn phải thay đổi làm gì, đúng không? Còn khi mà công ty bắt buộc một cái gì đó thì bạn thì nên học theo, hoặc là bạn chuyển qua một môi trường đó thì bạn nghiên cứu. Cái ngôn ngữ nó không quan trọng, cái quan trọng là thuật toán trong đầu của bạn này. Cái ngôn ngữ không quan trọng, ngôn ngữ nào cũng giống nhau à,
Cho nên chúng ta học một cái là tầm 1 ngày 2 ngày là chúng ta hiểu cái ngôn ngữ rồi. Nhưng cái thuật toán của chúng ta làm sao cho performance, làm cho security, làm sao cho nó chạy nhanh nhất có thể, đó chính là cái kinh nghiệm và cái tố chất của một người lập trình viên. Rồi, picture. Rồi bây giờ xong, chúng ta add picture vô. Xong, bây giờ chúng tôi chạy lại ha. Chúng ta chạy lại này. Rồi, ping ba thằng đều nhận được cái tọa độ này để ba thằng tới. Ha, thì giống như việc mà iPhone sẽ ra một tính năng thông báo cái gì đó, thì tất cả anh em chúng ta đều đăng ký nhận được thôi. Đến đây là các bạn sẽ thắc mắc, ồ, tôi thấy nó giống cái mô hình mà Publish với Subscribe của Reddit vậy ta. Hoặc là các bạn nhanh hơn một chút nữa, não phản ứng nhanh hơn nữa, ồ, sao tôi thấy nó giống Evan Mead của Node.js vậy ta. Hoặc là ồ, sao nó giống cái mô hình Publish và Subscribe của Rabbit MQ vậy ta. Đúng, các bạn rất thông minh đấy. Nó giống nhưng mà không phải hoàn toàn. Nó khác hoàn toàn. À, nó khác chứ không phải khác hoàn toàn. Tức nghĩa là ví dụ như là tôi lấy mô hình của Rabbit MQ đi. Rabbit MQ là một cái, nó có một cái phần mềm trung gian, tức là có server đứng giữa, nó điều khiển mọi thứ. Còn ở đây là trực tiếp nha. Ở đây là trực tiếp luôn. Rồi, chúng ta nói sau về cái vấn đề đó. Ok hay. Thì chúng ta như vậy, chúng ta đã, trong bài học này chúng ta sẽ biết được cách sử dụng Observer, và chúng ta biết vì sao nó phổ biến, và vì sao chúng ta quay trở lại cái bạn rồi này, thôi được rồi, cái bảng công thức á, cái bảng công thức quay trở lại, các bạn biết là nó độ khó như thế nào và độ phổ biến như thế nào để các bạn học. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn nhiều. Nhưng mà đến đây rồi, tôi sẽ bật mí cho các bạn, tại vì tôi dành tặng cho các bạn nào mà xem đến đây. Video sau tôi sẽ nói về vì sao thằng Observer Pattern nó là phổ biến đến mức độ mà Instagram, Facebook, Zalo đều áp dụng cái Observer Pattern này để sử dụng. Đó là mô hình Pub, mô hình Pull và Post. Đặt ra câu hỏi cho các bạn biết này. Các bạn biết vì sao mỗi ngày Facebook nhận được 1 tỷ new feed? 1 tỷ cái tin, 1 tỷ người ta status lên. Nhưng các bạn biết vì sao mà khi mà các bạn bấm điện thoại lên, mở app lên, thì các bạn nhận cái leak new feed nhanh mức độ như thế nào? Các bạn đoán được không? Cái mô hình của nó. Tôi sẽ giải thích đó. Người ta sử dụng mô hình Observer Pattern đấy các bạn ơi. Các bạn yêu quý ơi, nó Facebook nó sử dụng cái Observer Pattern đó. Đương nhiên ở đây, tại vì tôi biết có nhiều anh chị sẽ thắc mắc rằng, ôi cái đó đâu cần quan tâm đâu, tại vì cái tầm của mình không đến đó được. Ok, anh chỉ là chém gió thôi, đúng không? Không, các bạn cứ theo tôi, các bạn như thế này này. Con đường giống như con đường của chúng ta, mỗi lần từ công ty về nhà thì chúng ta đã quen thuộc với con đường đó. Lỡ khi có người thân vào hỏi đường thì chúng ta chỉ một cách dễ dàng hơn. Còn các bạn không cần quan tâm con đường đó làm bằng bao nhiêu lớp, làm bằng công nghệ gì, thì các bạn cũng chả cần biết đi làm cái gì. Nhưng các bạn cần biết con đường đó nó đi ngóc ngách nào. Thì giống như là phần mềm, các bạn biết con đường đó như thế nào thì các bạn có thể dễ hơn sau này có ai hỏi thì các bạn trả lời, hoặc là có một cái cuộc phỏng vấn nào để mà trao đổi, để mà chọn những ứng viên mà gọi là điểm cộng thì các bạn có thể trả lời. Mặc dù người ta không cần biết là bạn giỏi không, nhưng mà bạn biết như vậy là quá hay. Đó là cách học và cách đào sâu. Cái lập trình viên á thì cho tôi nói tâm sự một chút đó, khi xong cái bài học nào rồi á, thì chúng ta tâm sự một chút về lập trình viên. Cái lập trình viên á, mà thôi, ok, xong video coi như bây giờ xong. Là video sau tôi sẽ làm một cái video nâng cao Observer Pattern để nói về Facebook, Instagram hoặc là Zalo vì sao nó lại nhanh, và họ công nghệ sử dụng trong Observer Pattern là gì. Tất nhiên nó sẽ khác bài học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.